Alo, dạ ok em xuống đây. Thế đếch nó chưa 30 phút rồi vẫn chưa thấy nhở? Anh trai anh sống có đức đi đây. Em chờ dưới này 30 phút rồi mà chưa thấy đâu. Em chờ anh nãy giờ rồi có thấy đâu. Thế anh đang ở đâu? Thì quận 11. Em ở quận 1 anh ơi. À thế à? À anh đợi em xíu để em qua liền nhá. Alo, em xuống đây, em xuống đây. Thằng em đâu anh? Đây, của anh đây. Cái gì mà báo cáo thấp thế này? Em mua giày mà. À thế à? Mà chắc cái kiện hàng này là cùng tòa với anh đó. Cho nên là thôi anh cầm hộ bạn đi nhá. Tiền đây. Thế giày của em đâu? Chắc là ở trong kho ấy. Thôi để anh quay về anh lấy giày anh ship cho em liền nhá. Bực mình thật chứ. Alo, em xuống đây. Giày của ta, đôi giày của ta. Dạ lúc nãy anh đưa thiếu em 1.000, anh đưa thêm giúp em nhé.